buộc phải có tăng ca, nhưng đã tăng ca là phải có tiền. Mà công nhân công ty bắt ở Đài Nam không có đồng tiền tăng ca nào hết. Về một người là bị đuổi việc. Nói là tăng ca nó ép buộc, nhưng thực tế trên thực tế thì ép buộc công nhân là tăng ca đến 5:30 mà không có tiền tăng ca. Và hôm qua thì công nhân nhà em là làm hết giờ hành chính 8 tiếng, giờ hành chính nhà em về thì hôm nay là công nhân là yêu cầu nhà em không, công nhân máy là không được vô.